Đại ca. Hả? Sao em thấy anh qua kiếm chuyện với mấy khu khác hoài vậy? Mày đoán xem. Em không biết. Mày thấy khu của mình anh em đông không? Dạ đông. Mày thấy khu của mình có lớn không? Dạ không. Thì đó, không thâu tóm thêm địa bàn thì chỗ đâu cho anh em mình ở? Trên đời trời hiểu đất biết anh làm sao chứ? Quá là đại ca, em không đi theo nhầm người mà. Bớt phím lại, đi thu tiền bảo kê. Thái độ gì vậy? Tiền đâu đưa đây? Thằng chơi gái xong trả tiền là mày. Tao không thích. Mày có tin là tao xử mày luôn không? Ê thằng kia, mày có biết là mày đang đứng trên đất của ai không? Mày là thằng nào? Tao đứng trên đất của ai thì liên quan gì tới mày? Lụm nó. Má, tụi mày nhớ mặt tao. Lẹ đi, tao đợi. Chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Về đi, hôm nay làm tới đây thôi. Cảm ơn đại ca. Ê, mày làm gì đó thằng nhóc? Dạ dạ, không sao anh ơi. Mày là ai? Sao bị tụi nó hội đồng vậy? Dạ, em thấy bé bị người ta bắt nạt nên nó bị vô cú, rồi nó bị như vậy. Nhìn mày cũng có tố chất đó, về làm đàn em cho tao đi. Đại ca nói gì vậy? Đâu phải muốn làm đàn em của anh là được. Mày im, tao chưa cho mày lên tiếng. Dạ, được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn đại ca. Tốt, đi thôi. Phát từ trong bóng tối bước ra. Cuối cùng cũng tìm được mày. À, mày là thằng hôm bữa quỵt tiền bên tao đúng không? Mày nhớ ra rồi à? Hôm nay thì mày chết chắc. Chơi nó. Đâu phải dễ gì mà tao làm được đại ca. Má, lần này đến lượt tao. Lần này coi như mày may, lần sau coi chừng tao. Còn lần sau hả? Bắt nó. Chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Chạy cũng nhanh đó. Ok, tao thua. Giờ mày muốn gì cũng được. Dù sao cũng là người khu của tao. Lần này coi như cho mày một ân huệ. Về làm cho tao. Mày tha cho tao thật á hả? Mày có gì để tao phải lừa? Cảm ơn mày. Ơn này tao sẽ nhớ. Tốt. Trên đời trời hiểu đất biết. Làm sao trời thương đất tiếc.